Hello, hello. Xin chào những độc giả của Việt Báo .de. Hôm nay Quỳnh Nga rất vui được đồng hành với một giải côi đặc biệt do Công lạc bộ Côi Việt Côi Berlin tổ chức. Đây là một giải kết hợp giữa người Đức và người Việt có tên là giải Đức Việt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem phóng sự cũng như là những hình ảnh của giải diễn ra. Vâng, thưa các bạn, hôm nay câu lạc bộ Berlin Brandenburg tổ chức giải gôn hữu nghị với các bạn người Đức ở tại sân gôn Bangko. Đây là một cái giải đã có truyền thống từ nhiều năm rồi, nhưng mà do dịch bệnh cho nên là hôm nay mới là giải thứ năm. Và ngồi bên cạnh tôi là bà Gabi Vapmüller, là người chủ sân gôn này, người điều hành cái sân gôn này. Và bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với bà Gabi Vapmüller. Lieber Frau Gabi Vapmüller, wir danken dir für die Unterstützung und Organisationsarbeit, so dass wir dann diese Freundschaftsturnier durchführen können, denn ohne eure Unterstützung ist das nicht möglich. Wir haben heute einen April-Tag, der letzte Tag, aber der Tag hat auch bewiesen seinen Ruf. Welche Gedanken hast du an diesem heutigen Tag? Also ich finde es sehr schön, dass wir gemeinsam ein Turnier spielen und vielleicht auch immer mehr zueinander rücken oder zueinander finden. Und das sollten wir viel, viel öfter machen. Ja. Damit ihr uns kennenlernt und umgekehrt genauso. Ja. Vâng, tôi đã hỏi bà Gabi Vapmüller là ngày hôm nay là ngày một ngày tháng tư cuối cùng, nhưng mà thời tiết của tháng tư cũng đã rất xứng đáng với cái ngày của nó, tức là từ sáng thì mưa, bây giờ thì nắng. Thế và chúng tôi đã cảm ơn bà Gabi Vapmüller về sự giúp đỡ của sân gôn, của lãnh đạo sân gôn, bởi vì không có cái sự giúp đỡ của lãnh đạo sân gôn thì không thể tổ chức được một cái cuộc chơi cho đông người như thế này và vui như thế này. Thế thì bà có nói rằng là đây là một cái cuộc turnier, một cái giải gôn rất là có ý nghĩa để nó gắn kết giữa người Đức, các quân thủ người Đức và các quân thủ người Việt, và chúng ta phải thường xuyên tổ chức những cái cuộc chơi như thế này. Dạ, đặng thế xuyên. Ich danke euch. Vielen Dank. Có gì nữa không ạ? Vâng, thế hôm nay thì chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức của người Việt trong cái giải hữu nghị này rất là cảm ơn anh Minh, bí thư thứ nhất và là người mà đại diện cho đại sứ đặc mệnh đã đến đây dự giải gôn hữu nghị Việt Đức tại sân gôn Bangko. Đây là cái giải truyền thống do người Việt mình khởi, câu lạc bộ Bangko khởi xướng, và hôm nay là cái giải thứ năm. Rất là vui anh Minh đã đến dự. Chắc là anh cũng đã có trải qua một ngày chơi rất là tốt, vâng, đúng không? Vâng. Rất là cảm ơn câu lạc bộ cũng như là cộng đồng người Việt Nam tại Đức, tại Berlin đã mời đại sứ quán tham gia. Hôm nay thực ra là trong kế hoạch là có cả đại sứ cả em tham gia, nhưng mà đại sứ có việc bận cho nên là cũng em đại diện cho sứ quán tham gia cùng với cả cộng đồng mình ở cái giải này. Thực ra là theo đại sứ nói rằng tất cả những cái hoạt động mà tăng cái tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đức thì một trong những hoạt động rất là có ý nghĩa và đem lại những cái tình cảm tốt đẹp giữa người Việt và người Việt Nam và Đức. Cái giải này là một cái giải mà
lớn mà đại sứ quán cũng rất là ủng hộ và cảm thấy rằng là rất là ý nghĩa cho cái việc gắn kết giữa cộng đồng người Việt rất là lớn. Thì hôm nay rất là vui được tham thay mặt đại sứ quán tham dự cái giải này, và hôm nay cũng là càng chơi thì thời tiết càng đẹp. Dạ. Và chúng ta cũng đã có một cái ngày chơi rất là vui và ý nghĩa. Đại sứ quán xin chúc mừng là cộng đồng người Việt có một cái giải có thể thao giao lưu với cả các bạn Đức ý nghĩa như này. Mong là tất cả các gôn thủ người Việt cũng như người Đức có tiếp tục được duy trì cái giải như này, một trong những hoạt động ý nghĩa để tăng thêm tình đoàn kết của người Việt Nam và người Đức trên mọi phương diện. Qua giao lưu thể thao cũng là một cái hình thức để giao lưu cái giữa người Việt và người Việt Nam ở Đức là Đức cho cái giải đúng với cái tên là giải hữu nghị Việt Đức. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức và chúc các anh luôn luôn mạnh khỏe, đại sứ quán luôn luôn cùng đồng hành với cả cộng đồng người Việt ở Đức trong mọi hoạt động và sẽ tiếp tục duy trì cái giải, một cái giải đặc biệt ý nghĩa như này. Xin cảm ơn anh Minh, và cũng qua anh Minh xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến đại sứ quán. Xin kính chúc các anh dồi dào sức khỏe trong cái nhiệm kỳ công tác của mình và thường xuyên đến đây chơi gôn cùng với anh em chúng ta để tăng cường thêm cái sự đoàn kết hữu nghị với người Đức. Tổng biên tập Việt Báo đúng không ạ? Việt Báo và chị phóng tổng biên tập Kính Nga đã có đưa tin đầy đủ về các hoạt động của người Việt Đức như thế này. Cái hoạt động như thế này sẽ góp phần cho cái giải của chúng ta là được nhiều người biết đến, cũng như là gắn kết thêm những cái tình gắn kết giữa người Việt Nam và người Đức. Anh Minh là người mà chơi gôn rất là tốt và đánh gôn, đánh driver rất là xa. Tôi đã có lần đi cùng với anh Minh và rất là ngưỡng mộ. Cảm ơn anh. Tôi là cảm ơn anh Trọng Viên. Cảm ơn anh Trọng Viên. Xin cảm ơn. Tất cả những độc giả của Việt Báo .de, tổng biên tập Việt Báo hôm nay rất là vui được đồng hành cùng với giải côi Việt Đức diễn ra tại Banco Berlin.